trong mưa đi. Bây giờ mình đi xuống Quang Anh. Chàng ơi, ông mưa chút xíu hết trơn hay không? Mưa 2-3 hộp à. Đủ ướt mình ướt áo thôi là không hết mưa. Khi nào đi khô độ mưa tiếp tục ướt nữa, không có sợ bị nực đâu, sợ. Đi chưa kịp ra mồ hôi là có mưa rồi. Có nước mưa không cần mồ hôi. Xe thì nha. Đi nếp nếp vô lề nha. Bạn ơi, thấy vậy thì mình nói nếu không sợ súng chiếc xe nó không có sợ mình đâu. Mình không sợ nó, chừng nào nó cũng không sợ mình đâu, nó càng vô càng lắm. Áp áp vô lề đi. Xuống dưới kia rồi là mình để qua hướng khác đi ít xe rồi. Vậy. Thôi mọi người qua đường đi. Cởi ra nhét vô đây, chừng nào mưa mặc vô. Mình qua đường là mình lên Quang Nam á. Đâu có, mình đi cúng con chiều mới về chỗ nghỉ lên con. Con uống nước không? Nghe đó ha. Chàng ơi chàng. Rồi, giờ mời mọi người lên Quang Nam đi. Lát nữa mình xuống đường đó đi qua bản á. Bà đi xe là bà lên đây bà cúng xong, bà nằm ngủ, ngủ xong cúng lại, cúng xong ngủ, ngủ nữa cúng lại mình mới lên tới. Tại đi xe mà sao đi bộ là mau lắm, đi xe là nay mau không đi bộ. Tại xe hai bánh nó chạy bằng máy, đi bộ chạy bằng hai chân cho nó chậm hơn. Đi bộ chạy bằng đi bộ chạy bằng động cơ nhân tạo mà, chạy bằng sức người cho nên nó từ từ. À, chúng ta đến đây là tượng Quan Âm. Là Quan Âm Lộ Thiên. Quan Âm Phật Đài. Tượng Quan Âm ở của núi Cấm. Đây trời mưa. Tính qua đây nắng nắng cái mình ngồi mình kể cái câu chuyện về Quan Âm cho mọi người nghe. Nhưng mà trời mưa chùm nhẹp rồi sao giờ à. Chúng ta đã tới Quan Âm rồi, mọi người tập trung ra phía trước săn lễ đi. Mình ngồi kiếm chỗ cái cục đá rồi mình ngồi mình chờ đòn lên đủ cái mình cũng tập thể. Buổi sáng ngày hôm nay không được may mắn cho lắm. Trời mưa. Mọi người đang bị dính một đám mưa. Thấy bầu trời bữa nay chắc lẽ đón đám mưa thứ hai nữa. Tới đỉnh rồi. Tới đỉnh rồi, đâu rồi, lội lên đó, giờ lội lên đó là tới hư không đó. Rồi ai mình muốn vô đó mình diễn coi cái việc vô đi ngang. Trên đó là một vụ đá phía trên và trong đó có cái động. Ai muốn vô coi giếng thì cứ giật mình vô, rồi sau đó thì mình đổ ngược xuống Quan Âm. À, lịch có đoàn mình hôm nay á là mình đi dọn bớm nè, Quan Âm nè, đi qua bên động Thi Liêm, đá dựng. Nếu từ đá dựng mình đi qua bên chỗ bên kia đủ đó thì mình sẽ đi bằng con đường tắt đi qua bên ông Thẻ. Còn không có thì chúng ta đi đảo ra Nam Ông, chúng ta mới qua bên chỗ Bắc Tiên. Rồi từ Bắc Tiên đó mình mới qua bên ông Thẻ qua 13, 13 quay trở về đó, thời gian trở về còn tới đâu tính tới đó. Là cái thời gian của mình trong ngày hôm nay. Đó là lịch trình mình nhớ nghe lát nữa đi có lạc hay là có chương trình và hỏi ai đó, ai hỏi mình nhớ nói rõ nghe. Là những đi của mình đi trong ngày hôm nay đó.
có ai lưu ý không, có nhớ không? Quên rồi. Lo lù xùn thôi, lát nữa là quên, lát nữa là còn ai muốn về trước lên xe đò đi về chạy chút xưởng là xong rồi, bắt đầu lên đường.